Vừa qua, khoa môi trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội thảo công bố tiến độ dự án BioCycle 9 xử lý sinh học được hỗ trợ nano đối với dioxin khuếch tán trong đất và trầm tích. Đây là dự án được USAID, chương trình hỗ trợ phòng chống lây nhiễm HIV, Lao và các mối đe dọa đại dịch và các loại bệnh khác với sự phối hợp của chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác trong nước và quốc tế tài trợ kinh phí do Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Bách Khoa, Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam phối hợp cùng Viện Công nghệ Châu Á tại Thái Lan thực hiện. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện tổ chức đơn vị trong và ngoài nước như USAID tại Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, các giáo sư đến từ Trường Đại học Emory, Trung tâm AIT tại Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đồng chủ nhiệm dự án có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh, giáo sư danh dự của AIT Thái Lan, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, trưởng khoa môi trường, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Thành, giảng viên Đại học Bách Khoa. Qua buổi hội thảo, các bên liên quan đã trình bày tiến độ thực hiện dự án, đưa ra các phương án xử lý các vấn đề để phục vụ dự án. Đồng thời, các nhà khoa học cũng đã trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến xử lý dioxin trong đất và trầm tích tại khu vực sân bay Biên Hòa.